Câu chuyện về Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu. Bùi Thị Xuân gặp Trần Quang Diệu là một cái duyên. Hai người về sau nên vợ nên chồng cũng lại là một cái duyên nữa. Nữ hiệp Bùi Thị Xuân giỏi cả văn lẫn võ, khéo tay, viết chữ đẹp, đánh song kiếm rất cừ, lại còn vô cùng diễm lệ và can đảm, nên Trần Quang Diệu yêu vợ vô cùng. Một hôm phong trào Tây Sơn tại Bình Định nổi bùng lên như đốm lửa, Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu đến đầu quân dưới trướng của anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Chàng là thành viên của Tây Sơn Thất Hộ Tướng, còn nàng cũng xứng danh Tây Sơn Ngũ Phụng Thư. Ngoài tài kiếm thuật, Bùi Thị Xuân còn bá đạo về bắn cung, cưỡi ngựa và luyện voi, nên rất được quan trung trọng dụng. Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Đô đốc Bùi Thị Xuân dung kiếm, đội tượng binh tràn lên ủi thẳng vào hàng ngũ quân Mãn Thanh. Hai vợ chồng sánh vai chinh chiến mấy chục năm trời. Giữa lúc nhà Tây Sơn đang từng bước ổn định tình hình trong nước, thì Vua Quang Trung đột ngột qua đời. Kể từ đó, vương triều Tây Sơn bắt đầu xuống dốc. Do Vua Cảnh Thịnh còn rất nhỏ, chưa kể Thái sư Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền lộng hành. Năm 1800, Võ Tánh, đầu hàng đi, rồi ta tha chết cho ngươi. Vũ Văn Dũng quát lớn, sai lầm của ông ở thị nại đã khiến quân Tây Sơn trả giá quá đau, quá đắt. Nguyễn Ánh đã quả thiêu gần 2.000 chiến thuyền. Đội thủy quân hùng mạnh một thời của Tây Sơn trở thành mồi ngon cho thần quả, chẳng còn gì. Võ Tánh theo lệnh của Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn và hiện tại đang tử thủ. Hai hộ tướng Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng sai đắp lũy quanh thành, bao vây bốn mặt nhưng không sao hạ được thành. Thành Quy Nhơn phải nói là cực kỳ kiên cố. Đến mức ngày trước, Vua Nguyễn Huệ đánh nhau với Vua Nguyễn Nhạc tại đây mấy tháng vẫn không hề công phá nổi. Võ Tánh ở trong thành viết thư gửi cho Nguyễn Ánh. Chúa Công, đừng lo cho tôi, cũng đừng giải dây cho tôi. Hai tướng giỏi nhất của Tây Sơn đang bao vây Quy Nhơn và Phú Xuân Quế, hiện tại đang bỏ trống. Tôi sẽ thu hút lực lượng của họ để Chúa Công rảnh tay tiến đánh Phú Xuân. Tôi quyết tử thủ tại đây. Nguyễn Ánh nhận được thư rưng rưng. Trời ơi, Võ Tánh! Rồi ông ra lệnh. Các tướng đâu? Sẵn sàng thủy quân. Chúng ta sẽ vượt biển để đánh chiếm Phú Xuân. Đừng để sự hy sinh của Võ Tánh trở thành vô nghĩa. Nhân dân miền Nam tràn ra bờ biển tiễn đoàn thủy quân của Nguyễn Ánh. Mọi người nô nức hát vang. Lạy trời cho chống gió nồm, để cho chúa Nguyễn dông bườm thẳng ra. Kế này quả thật rất hiệu nghiệm. Thành Phú Xuân lực lượng yếu nên Nguyễn Ánh dễ dàng chiếm được. Trần Quang Diệu nghe tin Phú Xuân đã mất thì như sét đánh ngang tai, chân tay rụng trời. Ông ngã quỵ xuống. Quang Diệu lập tức cho quân đi chiếm lại Phú Xuân nhưng thất bại. Đành quay ngược trở về Quy Nhơn đánh tiếp. Thành Quy Nhơn bị dây cực kỳ khốc liệt, pháo nổ đêm ngày, do quân Tây Sơn chẳng còn gì để mất nữa. Mọi sức mạnh đều trút xuống đây. Quyết hạ được thành này càng nhanh càng tốt. Khi ấy Võ Tánh cũng đã xong nhiệm vụ. Ông mỉm cười rồi hiên ngang đi lên mặt thành nói vọng xuống. Phận sự ta làm chủ tướng thì đành liều chết ở dưới cờ. Còn các tướng sĩ không có tội gì, không nên giết hại. Ta trả lại Quy Nhơn cho các người đó. Nói rồi, ông mở toang cửa thành rồi tự thiêu. Trần Quang Diệu tiến vào bên trong, nhìn thi thể cháy đen của Võ Tánh mà thương cảm. Đây mới gọi là anh hùng. Ông khâm liệm Võ Tánh tử tế, không giết hại các tướng chúa Nguyễn, rồi lặng lẽ chuẩn bị tàn quân, cố gắng cứu vãn chút gì còn sót lại của Tây Sơn. Lại nói về Phú Xuân khi ấy đã mất, nhưng Vua Cảnh Thịnh vẫn mong tái chiếm. Đi cùng ông có đô đốc Bùi Thị Xuân. Thấy tình thế quân Tây Sơn ngày càng gay go,
Bùi Thị Xuân cởi roi liều chết, đánh riết vào Lũy Trấn Ninh, nơi Nguyễn Ánh đang cố thủ. Bà đánh từ sáng đến chiều, máu và mồ hôi ướt đẫm cả chiến bào. Ta gần chiếm lại được Phú Xuân rồi, anh em cố lên. Rồi bà nhảy xuống voi, lấy dùi tự tay thúc trống liên hồi. Mà các bạn biết Tây Sơn nổi tiếng về trống trận, tiếng giang hùng tráng ấy đã làm khiếp sợ bao nhiêu kẻ thù. Nguyễn Ánh toát hết cả mồ hôi hột, không ngờ đàn bà mà máu chiến như vậy. Ông cùng tướng tá vội chia quân vượt sông Linh Giang để mở đường máu thoát thân. Nào ngờ vua Cảnh Thịnh thấy quân Nguyễn tràn qua nhiều quá, lại tưởng bị đánh, liền hô quán lên: "Lui binh, lui ngay, chúng nó phản công rồi kìa." Bùi Thị Xuân bèn nắm long bào của nhà vua: "Đừng hoàng thượng, chúng ta gần thắng rồi, đừng mà." "Im đi, lui binh hết cho trẫm." Vừa lúc đó lại nhận được tin quân Nguyễn hủy diệt thủy quân Tây Sơn ở Quảng Bình. Vua Cảnh Thịnh chẳng còn tâm trí đâu nữa. Bùi Thị Xuân nước mắt chảy hai hàng, bất lực nhìn đội quân của bà tan dở, hốt hoảng đến mức bỏ cả vũ khí đạn dược để mà tháo chạy. Trận đánh oanh liệt cuối cùng của bà, trận đánh oanh liệt của nhà Tây Sơn hết thật rồi. Mọi thứ đã chấm dứt và Tây Sơn đã sụp đổ, kết thúc. Năm 1802, Gia Long đã hoàn toàn thống nhất được đất nước. Ôi Phú Xuân, gần 30 năm lưu lạc, nay ta lại được trở về. Một giọt nước mắt hạnh phúc rưng rưng trên khóe mắt Gia Long. Ông đã hoàn thành tâm nguyện cả đời mình rồi. Phục hưng lại gia tộc Nguyễn Phúc, bao vất vả nếm mật nằm gai thì hôm nay đã được đền đáp. Thế nhưng ông vẫn còn một việc phải làm: chuẩn bị lễ hiến phù. Gia Long ngồi trên đài cao nhìn xuống lễ đài, bên ngoài là dân chúng chen nhau đến xem đông nghẹt. Văn võ bá quan chỉnh tề xếp hàng hai bên. Vua Cảnh Thịnh bị trói tay, giải ra pháp trường, bắt quỳ xuống: "Đem xương của giặc Tây Sơn ra đây." Binh lính nhanh chóng đem võ hài cốt của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ cùng gia quyến Cảnh Thịnh ra để trước mặt ông vua Sa Cơ. Cảnh Thịnh khóc như mưa: "Đừng, đừng làm như vậy." Mọi người có mặt ở đó được lệnh lần lượt đi đến tiến vào võ hài cốt. Cảnh Thịnh gào lên một tiếng xé ruột, cả thế giới quanh ông như sụp đổ. Bỗng nghe có giọng nói nhẹ nhàng bên tai: "Đau không? Buồn không? Trẫm đang cho ngươi trải qua những gì mà trẫm phải gánh chịu. Tây Sơn các người đóng củi giải cả họ nhà trẫm ra pháp trường, đập phá hết lăng mộ tổ tiên của trẫm, dứt xương cha trẫm xuống sông. Trẫm chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ mà các người cũng không hề tha, truy cùng giết tận. Nếu không có thần Phật và nhân dân miền Nam che chở thì trẫm đã không còn ngồi ở đây rồi." Cho nên Gia Long ngọt ngào: "Có gan làm thì có gan chịu, nhưng quả báo ứng nên đừng có trách trẫm." Gia Long nhếch mép nhìn Cảnh Thịnh rồi phủi tay áo đứng dậy, gầm lớn với tất cả bi phẫn: "Trẫm vì chính đời mà trả thù." Binh sĩ quơ gươm giáo, vỗ khiên ầm ầm hưởng ứng. Gia Long đi trở lại đài cao yên vị rồi lạnh lùng nói: "Hiến phù." Cảnh Thịnh được ăn một bữa cơm khá ngon rồi bị bịt mồm lại bằng vải rách. Tất cả gia quyến của ông cũng đều bị bịt mồm để ngăn cản họ kêu la chửi rủa. Rồi người ta dẫn đến bốn con voi, căng tay chân Cảnh Thịnh ra và trói Cựu Dương vào bốn chân voi. Cảnh Thịnh giãy giụa trong vô vọng, dưới sự điều khiển của tượng binh, bốn con voi đồng thời chạy về bốn hướng để xé tan xác Cảnh Thịnh. Từ bốn mảnh xác ấy, người ta róc thịt, lột da lấy xương, để ra một nơi, chia thịt và làm năm phần bằng nhau, rồi đem ra phơi bày ở năm khu chợ đông người nhất của kinh thành, trên những cái cột cao để cho chim đến và rỉa thịt. Đến lượt Trần Quang Diệu bị giải ra trước Gia Long. Trước đây Quang Diệu từng khoan dung với binh sĩ võ tánh ở Quy Nhơn,
Thêm ông nuôi mẹ 80 tuổi rất hiếu, và cũng vì Gia Long tiết tài nên ông nói: Quan Diệu, trẫm không muốn giết anh hùng như ngươi, quy phục trẫm rồi ngươi sẽ được sống. Nhưng Trần Quang Diệu khẳng khái: Trung thần không thờ hai vua, nay tôi bị bắt thì chỉ có tội chết. Nếu nhà vua rộng lượng tha cho tôi như trước đây tôi đã tha cho các tướng ở Quy Nhơn, thì tôi sẽ về ở nơi thôn giả cày ruộng nộp thuế như người thường dân, chứ nhận chức quan của triều đại mới thì không phải là bậc trượng phu. Gia Long chép miệng tiếc nuối, dù không muốn nhưng ông cũng đành cho Quan Diệu được chết. Có điều là chỉ bị chém đầu chứ không dày dò đau đớn. Quan Diệu đa tạ rồi hùng dũng bước phăm phăm ra pháp trường chịu hình. Tên của ông hiện nay đã được đặt cho một con phố ở Hà Nội, một vườn hoa ở Hà Nội, đường mang tên ông tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, tại thành phố Hạ Long và cả Sài Gòn. Con gái của Quan Diệu và Thị Xuân là người tiếp theo. Tội nghiệp, cô bé chỉ mới 15 tuổi, rất xinh đẹp và thật đáng yêu. Khi thấy một con voi khổng lồ lừ đừ tiến đến mình, cô réo lên một tiếng vô cùng thảm thiết: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ cứu con với! Bùi Thị Xuân lòng đau từng khúc ruột, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn. Con ơi! Chết cùng bố mẹ hơn là sống với lũ lang sói kia. Gia đình của chúng ta sẽ được đoàn tụ. Vừa dứt lời thì con voi đưa dòi quấn lấy cô bé rồi tung lên cao. Cô bé hét lên rồi cắm phập vào cặp dòi nhọn hoắt của nó. Hai lần như vậy, cô bé tắt thở. Tới lượt mình thì Bùi Thị Xuân bị giải ra trước mặt Gia Long. Ông cười lớn rồi hỏi: Ta và Nguyễn Huệ ai hơn? Bùi Thị Xuân quắc mắt: Nếu chúa công nhà ta là ao trời thì Nguyễn Ánh nhà ngươi chẳng qua chỉ là một vũng nước mà thôi. Vua Gia Long đã từng trực tiếp bị bà đánh bại, nay lại bị bà sỉ nhục cho nên căm hận lắm. Ông đứng lên ra lệnh tượng binh dẫn voi ra. Bùi Thị Xuân hiên ngang đi thẳng đến con voi sắp giết mình. Khi bà lại gần con voi thì tượng binh ra lệnh: Quỳ xuống cho voi dễ quấn. Bà không quỳ mà cứ ung dung tiến sát cạnh con thú. Thật kỳ lạ, voi vẫn đứng im. Có lẽ do nhận ra Bùi Thị Xuân là một trong những người chủ cũ của nó. Quân lính phải đốt quả pháo và đâm giáo nhọn thúc vào voi, làm nó hoảng loạn, dơ dòi quấn bà tung lên trời. Cái chết của Bùi Thị Xuân và triều đình Tây Sơn đã đặt dấu chấm hết cho một thời đại đầy máu và lửa. Nước Việt Nam kể từ ngày vua Lê Tương Dực xây Cửu Trùng Đài bị chia cắt 300 năm bởi nội chiến Lê Mạc Trịnh Nguyễn, thì tới nay đã chính thức thu về một mối dưới một vương triều mới, đó là nhà Nguyễn. Credit Phạm Vĩnh Lộc.